Tôi là bánh thần sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Những người Do Thái tranh luận với nhau, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Vậy Chúa Giêsu nói với họ, quả thật tôi nói cho các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi chính mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh đầu tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, chị em, cuộc đời của con người là một cuộc đi tìm hạnh phúc. Có nhiều người thì tìm hạnh phúc ở trần gian này, nhưng có những người lại tìm hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Trong bài học một hôm nay, sắc ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy hạnh phúc của những người tìm kiếm Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa đại trong cuộc tình, sẽ được Thiên Chúa mời gọi vào bàn tiệc thứ trần, và ở đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Điều kiện là những người nào phải cố gắng trung thành, phải cố gắng tìm kiếm và đạt được thì mới được vào hưởng bàn tiệc nước Thiên Chúa. Vậy thì con người chúng ta tìm kiếm điều ấy như thế nào? Thì trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết con người chúng ta sẽ tìm kiếm điều ấy ở trần gian này khi chúng ta đến với Thiên Chúa. Và rõ nhất là khi chúng ta đến với bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh lễ, tức là thánh lễ, thì chính Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài, là lời Chúa Giêsu và là mình bảo thần Chúa Giêsu, để rồi con người của chúng ta được đón nhận sự sống, niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa. Niềm vui ấy đó là cảm nhận của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa. Nếu như chúng ta yêu mến Chúa thật nhiều thì chúng ta sẽ cảm hưởng niềm vui ấy nhiều hơn, và ngược lại chúng ta sẽ cảm thấy trống vắng, cảm thấy chán ngán nếu như chúng ta không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Và trong bài đọc hai của thánh Phaolô cho chúng ta thấy, nếu như những người được gắn bó với Thiên Chúa cảm nhận được niềm hạnh phúc thì không có điều gì sung sướng cho bạn, không có điều gì tách con người đó ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa chính là gia nghiệp của cuộc đời con người. Vậy thì mỗi người chúng ta ngay giây phút này, đâu là điểm tựa trong cuộc đời của chúng ta? Đâu là niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta? Chúng ta nhân thánh lễ cầu nguyện cho cha phố Thomas. Năm nay ngài được 81 tuổi, và chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời của mình, ngài hiểu được và ngài cảm nhận được niềm vui có Chúa, niềm vui gắn kết cuộc đời với Thiên Chúa. Con được nghe kể qua một người thân của ngài
là trong gia đình của cha cố thì hai ông bà cụ, hai ông bà cố lập gia đình mãi mà không có người con nào, rồi đi khấn vái, đi cầu xin Chúa ban cho hai người con. Và trong lời cầu xin ấy thì cũng hứa là sẽ dâng người con cho Chúa. Thì trong gia đình cha cố có cha cố và một người đẹp trai, thì cha cố theo như mời gọi của Thiên Chúa đã dâng về cho Chúa. Và cha cố cảm nhận được niềm vui, sự gắn bó với Thiên Chúa hạnh phúc như thế nào. Và trong suốt cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta cũng đều thấy và cảm nhận được nơi cha cố tấm gương sáng trong đời sống đức tin. Khi con về đây ngày 3 tháng 8 cho sức khỏe tôi thì đi vào sân, lúc mà đi vào sân thì thấy có một ông cụ cầm cái gậy đứng trong sân chờ. Con cũng không biết là đây hỏi thì mới biết là cha giám đốc của tu hội Đắk Lông. Thế thì cũng chỉ nói với ngài một vài lời, bởi vì có biết gì đâu, bởi vì là lúc đó thì cũng người này người kia không có thời gian. Sau đó thì con có qua bên đây đi vào thăm ngài, đi vô nói chuyện cái phòng của ngài bên đây, nói chuyện về điều này điều kia cũng rất là vui vẻ và ngài cũng rất là khiêm tốn. Nói chuyện rồi cũng hỏi han điều này điều kia, ngài cũng chỉ cho. Rồi sau đó thì nghe ngài bị bệnh cũng đến thăm và không có giao nói chuyện, bởi vì là nghe kể là ngài đau đớn, ngài cứ nằm yên như vậy rồi chịu đựng như vậy. Qua cái việc đó cho chúng ta thấy và con nhận thấy được rằng ngài đón nhận thắng ý của Thiên Chúa. Ngài muốn tu toàn bổn phận của mình đối với Thiên Chúa trong vai trò là Thiên Chúa Con. Và chính đời sống của ngài, ngài thể hiện sự trung tín đối với Thiên Chúa. Đó là tấm gương để rồi cho các thầy và mỗi người chúng ta ngày hôm nay được mời gọi đến với Thiên Chúa để cảm nhận được niềm vui hạnh phúc. Và chúng ta phải giữ lấy những niềm vui hạnh phúc ấy, vì chính Chúa Giêsu đã hứa sẽ ban hạnh phúc đời đời cho chúng ta, cho những ai đến bước ngài trong cuộc đời của mình. Thế nên mỗi một ngày sống ở trần gian này đó là ngày hồng phúc khi Chúa ban tặng cho chúng ta, để rồi chúng ta dùng những cơ hội ấy mà tìm kiếm gặp gỡ Thiên Chúa, và chính ngài sẽ là niềm vui mãi mãi trong cuộc đời chúng ta, như cha cố Thomas đã đón nhận Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Xin Chúa thương đón nhận cha cố Thomas và cho ngài được hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa, và cũng giúp cho mọi người chúng ta khôn ngoan chọn lựa Thiên Chúa làm gia nghiệp trong cuộc đời.